bơm nó kêu rồi đúng không? Giờ mình sẽ đi quay cái cảnh bét nó phun này. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Xương nó ra mịt bùng chưa? Rồi anh em nhìn nè. Đây nha, cái bơm đang chạy nha, bơm đơn đang chạy đó ha. Rồi anh em nhìn xương nó phun nè, thấy chưa? 100 bét chạy ngọt ngào luôn ha. Rất là đều, bây giờ mình sẽ phun xuống đây cho em xem nhá. Nào, em nhìn thấy nó tưới ướt chưa? Đều không? Nào. Đó, mình phun ra xa nè. Tít mùng luôn nè. Ướt hết cái chỗ kia luôn nha. Em nhìn này, chỗ nào nó ướt nó sẽ màu đen nha. Đó. Phun rất là nhanh nha. Thấy chưa? Cực kỳ nhanh luôn. Nào. Rồi, tắt. Em chỉ cần bóp cái van này lại nó tự động nó tắt nha. Đây là cái bộ phun xương của mình. Rất nhỏ gọn, hiệu quả. Đó là mình test thực tế cho anh em xem rồi ha. Hello anh em, chào anh em quay trở lại với channel của Phong DIY. Hôm nay là ngày lễ 30 tháng 4. 30 tháng 4, 1 tháng 5 ha. Mình lên cái video giới thiệu về những cái sản phẩm mới cũng như là những cái linh kiện mới về này của máy bơm phun xương. Bữa anh em hỏi nhiều nhưng mà nó chưa có về đủ, hôm nay nó về đầy đủ hết tất cả rồi. Có rất là nhiều những cái linh kiện mới mẻ, giá rẻ thôi. Đó, nó về rất là đầy đủ luôn nha, anh em chỉ việc mua về chiến thôi. Như em thấy cái đoạn trailer ở đầu video là anh em cũng thấy rồi ha. Cái máy bơm đôi và bơm đơn hoạt động rất là hiệu quả. Rửa xe hoặc là cân cả trăm bét, bơm đơn vẫn cân ở cả trăm bét bình thường nha. Thì tất cả những cái sản phẩm trên đây mình đã đồng bộ cho anh em rồi, mua về chỉ phải chiến thôi nha. Ok, hôm nay thì là lễ 30/4 ha, 30/4 1/5. Đây là đầu video, chúc tất cả anh em xem video của Phong DIY một buổi tối thật vui vẻ ha, như sức khỏe, vui vẻ cùng gia đình nha. Và trước tiên khi đi vào giới thiệu chi tiết những cái sản phẩm ở trên đây thì anh em cho mình xin 1 phút để giới thiệu sơ qua về cái chương trình khuyến mãi của bên mình. Hiện tại bên mình có cái chương trình khuyến mãi như sau, là áp dụng cho tất cả những em đăng ký kênh YouTube của Phong DIY. Thì anh em mua tất cả những sản phẩm liên quan đến trong video ngày hôm nay, trong 3 ngày thôi nha anh em. Lưu ý là trong 3 ngày, 30 tháng 4, 1 tháng 5 nha, đang trong tối nay và ngày mùng 1 tháng 5 và ngày mùng 2 tháng 5. Thì tất cả những em mà mua những cái sản phẩm ở trong video này này có liên quan với những em xem video mà anh em đăng ký kênh nha, thì anh em sẽ được hưởng cái ưu đãi, đó là free ship cho tất cả những đơn hàng trên 100k nha. Tức là anh em cứ mua những đơn hàng nào trên 100k thì bên mình free ship hết cho anh em luôn. Lưu ý là chỉ diễn ra trong 3 ngày thôi nha anh em. Đó, để mình vui lòng xem video thì anh em đăng ký giúp mình. Còn những anh em nào mà chưa đăng ký thì em đăng ký luôn ha. Còn đăng ký rồi thì mình chỉ cần gọi điện và tham gia thôi. Và cách thức đăng ký kênh thì anh em có thể mở YouTube lên giúp mình nha. Mở YouTube lên giúp mình, sau đó tìm kiếm giúp mình cái từ khóa là Phong DIY. Đây, Phong D y ngắn y dài nha. Sau đó anh em bấm tìm kiếm. Đây là cái shop của mình nha anh em. Cái logo shop của mình đây nha. Mình chỉ có một cái shop duy nhất chính thức nha. 76,8000 người đăng ký. Đây, anh em click vào đây. Sau đó anh nhấp vào đăng ký nha. Em nhấp vào đăng ký. Nó sẽ hiện lên một cái biểu tượng chuông ở trên này. Em nhấp vào chuông đây. Thì nó sẽ có những cái nhận thông báo hoặc không nhận thông báo nhá. Ví dụ đây là không nhận thông báo này. Còn em muốn nhận thông báo tất cả thì anh em bấm vào nhận thông báo tất cả, tức là bên mình cứ up video lên
là anh em sẽ nhận được những cái video thông báo về là ok kênh của Phong DIY đã có video mới. Ví dụ như vậy chẳng hạn, thì anh em sẽ xem những cái video giá rẻ của bên mình. Đó, sau khi anh em mà đăng ký xong thì anh em cứ gọi điện hoặc chụp tin nhắn gửi qua Zalo cho bên mình thôi, là bên mình sẽ free ship cho anh em nha. Ngoài ra những em nào mua trên Shopee thì bên mình sẽ có những cái chương trình chính sách hỗ trợ giảm giá cho em ở trên Shopee nha. Đó, nhưng mà bên mình sẽ ưu tiên cho những anh em nào đặt hàng qua Zalo hoặc Facebook nha. Facebook thì anh em có thể lên, anh em tìm giúp mình cái trang là Phong Phong DI nha. Phong DI, em nhấp vào cái trang này. Trang này đã có 3.100 anh em tham gia nha. Đó, đây là trang của mình, Phong DIY. Đó, anh em có thể nhắn tin ở trên này nha, bấm theo dõi nha và nhắn tin ở trên này ha, nhớ nó mục nhắn tin để anh em nhắn tin đặt hàng trên này. Đó là những trường hợp mà anh em gọi điện cho bên mình mà không được, bởi vì nhiều khi có nhiều anh em gọi điện cùng một lúc thì bên mình chỉ có 2 đến 3 số hotline thôi, như vậy thì sẽ không thể nào tiếp nhiều anh em một lúc được. Anh em có thể vui lòng đặt giúp mình qua Facebook hoặc Zalo nha. Rồi ok, thì cũng cảm ơn anh em cho mình bớt chút thời gian để giới thiệu về chương trình khuyến mãi ngày hôm nay. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua các sản phẩm trong ngày hôm nay ha anh em ha. Đầu tiên ở trên cùng em sẽ thấy hai quạt ống ha. Đây là ống PU. Ống mình dùng ống PU đó anh em, không dùng ống mềm ha. PU thì nó mềm hơn, giá nó cao hơn một chút thôi. Ở trên đây thì em sẽ thấy bơm đôi của Mr. D-Wong và bơm 6 liter, bơm huyền thoại ha, 12V, tất cả đều chạy 12V hết nha nha. Con kia thì nó có thể chạy lên 14V được. Đấy, ở đây nó sẽ có các cái nối nhanh đầu chuyển, van, khóa, rồi cùm cổ dê, cổ xiết, bình ắc quy, là lát mình test cho anh em nha. Bên này nó sẽ có nguồn, tổ ong, nguồn để cho anh em chạy tất cả các loại bơm này. Và lát nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em cách để đấu nối nhá. Giới thiệu chi tiết cho em cách đấu nối là anh em nào cũng có thể xem mà đấu nối được. Phụ nữ, trẻ em thì xem cũng đấu nối được nha. Ở đây thì hầu hết các linh kiện nó đã đồng bộ với nhau rồi. Mình đã sắp xếp chi tiết cho anh em rồi, nên anh em không cần phải lo lắng về cái vấn đề nó không khớp với nhau. Anh em cứ mua về là anh em chiến thôi nha. Ở đây thì nó sẽ có cái lọc cho anh em nào có điều kiện thì mua thêm cái lọc này. Không có thì anh em sẽ mua lọc nhỏ nha. Trong đây nó còn sẵn béc luôn rồi anh em. Béc lớn, béc nhỏ, béc cuối là có hết rồi ha. Đấy, đây là mình giới thiệu sơ qua nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào phần chi tiết cũng như là hướng dẫn anh em cách lắp đặt và phần test cho anh em xem cái bơm này nó hoạt động hiệu quả như nào nha. Một lần nữa thì mình xin phép giới thiệu nhanh qua cái bơm của Mitsu D-Wong. Thì mua bán thì mình phải giới thiệu sản phẩm. Những anh em nào mua rồi thì mình có thể bỏ qua cái video này hoặc là mình tua qua để khỏi phải xem mất thời gian. Còn những em nào mà chưa xem thì mình nên xem để biết được những cái thông số của bơm nha, để nó hoạt động như thế nào. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em. Đây là cái hiệu của Mitsu D-Wong. Nó sử dụng hai con motor 75. Cánh quạt của nó nhìn rất đặc biệt, cánh quạt có màu trắng để tản nhiệt luôn. Ở đây thì nó không có ốp bơm để nó có thể dễ dàng, cái ưu điểm của nó là nó có thể dễ dàng tản nhiệt được. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là nhiều khi nó bị dính nước nhiều thì nó sẽ vào những cái buồng bơm này thì nó ảnh hưởng tới bơm. Nên tốt nhất là anh em, nếu mà anh em muốn chắn cho nó thì em có thể quấn ni lông lại bình thường nha. Hoặc là cái tấm gì che cho nó. Đấy là rất là dễ thôi. Mình thấy cái này nó rất là dễ thôi, không có gì được khó cả. Đặc biệt của dòng bơm đôi này so với cái bơm đơn ở trên tay của mình thì em cũng có thể thấy rõ được là nó sử dụng tới hai con motor 75 và nó sử dụng hai cái buồng bơm luôn. Nên đương nhiên nó sẽ mạnh hơn cái bơm đơn và giá của nó sẽ cao hơn. Đấy là điều đương nhiên rồi, đúng không? Ở trên này của nó thì sẽ sử dụng một công tắc hành trình. Đó là công tắc về cái phần tăng áp, ngắt áp, gọi là cao áp ạ. Công tắc cao áp tức là khi anh em, ví dụ anh em sử dụng một cái van anh em đóng lại hoặc là nó bị gập ống chẳng hạn thì bơm nó sẽ tự động ngắt luôn, để nó tránh cái vấn đề bị hư bơm. Rất là hay, đúng không? Đó là công tắc tự động. Thế là đầu bên trái của tay bên mình này, em thấy cái đầu nhỏ bên này, nó sẽ là đầu vào, đầu hút nha. Bơm này đặc biệt nó sẽ tự động hút nha anh em. Bơm nhỏ và bơm lớn nó đều giống nhau ha. Bơm nhỏ và bơm lớn đều giống nhau. Đó, tự động hút. Và đầu này của nó sẽ đầu ra, vì nó là bơm lớn nên đầu ra của nó cũng tương đối lớn nha. Về điện áp, con này sẽ dùng 12V. Tối đa con này nó sẽ lên được khoảng 14V. 14V nha. Em nên sử dụng ở cái điện giải điện áp mà nhà sản xuất người ta khuyên dùng. Đó, mắc ampe của nó chạy tới 5A. 5A nha.
Cái dung tích tối đa của nó có thể bơm được 8 lít trên phút. Áp suất tối đa của nó là khoảng 0,76 MPa, tương đương với khoảng gần 8 kg. Nha, 1 MPa thì bằng 10 kg nha. Còn đây là 0,76 thì nó râu khoảng tầm 7,6 ký. Đó là cái áp suất của nó, áp suất của nhà sản xuất đưa ra. Đây là toàn bộ những cái gì mà anh em có thể quan sát được bằng con bơm ở trên tay của mình. Phía dưới nó sẽ có hai dây điện nhá, nó sẽ có hai dây điện. Đây mình sợ ra cho anh em xem. Hai dây xanh này nó sẽ đấu vào cực âm của nguồn điện, và dây đỏ nó sẽ đấu vào nguồn dương của cực điện. Thực ra thì đây là motor chủ than, nó có thể đảo chiều được, nhưng anh em nên đấu đúng để cho nó quay đúng chiều nha. Anh em đấu ngược nó vẫn quay motor, nhưng mà mình khuyên anh em nên sử dụng đúng cái chiều của motor như mình đã hướng dẫn. Thật ra anh em đấu xanh đỏ nó vẫn quay bình thường nha, nhưng mà đấu anh em nên đấu đúng chiều để hoạt động cho nó chỉnh chu. Đó là cái mẫu bơm thứ nhất anh em. Mẫu bơm thứ nhất thì mình công khai giá luôn nha. Bơm đôi sẽ là 245k, thì y như trên tay của mình vừa mới review ha. Còn cái sản phẩm này thì em sẽ thấy ở đây nha. Em thấy ở đây là nó, mình gắn thêm cho anh em cái đầu nối nhanh ra rồi. Cái đầu nối nhanh và một cái cổ dê gọi là cùm ấy, để cho anh em có thể dễ dàng mình gắn ống vào đây. Nó có sẵn ống 8 rồi nha. Anh em chỉ việc bỏ vào là gắn vào là anh em dùng thôi nha. Đây là cái nối nhanh, anh em chỉ việc đút ống vào thôi. Đây, mình sẽ gắn thử cho anh em xem nha. Đây là cái ống 8. Vì nó ra chuẩn ống phun xương 8 ly, em cũng chỉ nên dùng ống 8 ly thôi. Thứ nhất là tiết kiệm nước, thứ hai là áp lực của nó cũng vừa phải, lượng nước nó đang vừa phải. Đó, em chỉ gắn vào thôi là xong. Nước nó càng đẩy ra thì nó càng giữ chặt lại. Đây là cái đặc điểm của cái nối nhanh này. Và khi em muốn tháo ra thì em ấn cái nhựa này vô, em rút cái ống ra là em sẽ tháo được nha. Đó là mình giới thiệu về cái nối nhanh. Có rất là nhiều anh em mà chưa biết nha. Ok, thì khi mà mình gắn vào cho anh em như vậy, đương nhiên nó sẽ phát sinh cái sản phẩm lên, giá trị của sản phẩm cũng như là phát sinh cái công lên. Thì mình sẽ tính thêm cho anh em là 20k nha. 20k là 265k cho bộ sản phẩm này. Em lưu ý là giá của sản phẩm là mình đã bao gồm phí ship cho anh em luôn rồi nha. Giá rất là rẻ luôn. Đấy, ưu đãi cho những anh em nào đăng ký kênh, mình mua sản phẩm là mua bơm, bất cứ nào anh em nào đều được free ship nha. Riêng cái bơm này nha. Thứ hai, đó là anh em có thể nhìn thấy cái bơm trên tay của mình là dòng bơm Cylinder. Đây, em nhìn trên đầu của nó có cái đầu bơm của Cylinder nha. Nó sử dụng cái đầu bơm tăng áp của Cylinder. Đây, chữ chim. Đây, cũng có logo của Cylinder, chữ chim. Em cũng thấy cái mũi tên đây, tức là nó để cái nước vào và nước ra. Cái đầu bơm của nó thì khác hơn so với cái đầu bơm đôi của Mitsubishi Quân. Cái model của nó là SL4000 nha anh em. Thông số của nó sẽ là 12V nha. Cái giải của nó sẽ chạy tối đa được từ 9 đến 14.4V. Tuy nhiên mình khuyên anh em nên sử dụng ở cái giải 12V cho nó chuẩn nhé, chuẩn điện áp. Dòng tối đa của nó sẽ là 4A, tức là cái công suất tiêu thụ của nó ấy. Follow cái này để là 5.0 LVM. Red là 100 PSI, tương đương khoảng 6.93 nha, là các cái thông số về áp lực của nó. Dây của nó thì sẽ như thế này, nó chỉ có hai dây thôi nha, dây đỏ và xanh. Tương tự là dây đỏ anh em gắn vào đúng cái thông số của điều tốc hoặc nguồn. Dây đỏ anh em đấu vào cực dương nha, dây nóng. Dây xanh anh em đấu vào dây mát, dây âm. Ở trên này nó cũng có một cái công tắc giống như bơm đôi của Mitsubishi Quân, một cái công tắc hành trình gọi là công tắc áp suất cao ấy. Nó cao áp suất thì tự động nó ngắt nha. Em có thể điều chỉnh bằng nới hoặc là căn con ốc này vô nha. Để nó chống, ví dụ như hôm nay anh em gặp ống gì đó, bơm nó tự động nó ngắt để nó bảo vệ bơm. Đây là một chiếc bơm giá rẻ nhưng mà các chức năng của nó đầy đủ. Mình sẽ công khai luôn giá của con bơm mini này. Bơm của Cylinder, một dòng bơm rất là nổi tiếng. Giá của nó chỉ có 145k thôi. Mà anh em lưu ý là giá hôm nay, nếu anh em nào đăng ký kênh nha, mình sẽ vừa receive cho anh em luôn 145k, nhưng free ship cho tất cả những anh em nào xem video và đăng ký kênh và mua sản phẩm nha. Nên anh em nào chưa đăng ký kênh, nhấn luôn vào nút đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn anh em. Thì đây là một cái bơm WC, mình chưa có đấu gì hết. Còn khi anh em về sử dụng á, thì em sẽ phải đấu qua như thế này. Đây một
là một cái loại ống phi 12, ống BU nha em. Em lưu ý ở đây là ống BU. Nó rất là dày và nó cứng hơn, nó bền hơn. Ống áp suất chịu áp của ống hơi ấy, em biết không? Máy hơi á, máy nén khí á. Em nhìn cái ống bình thường em mua ở ngoài tiệm điện nước ấy, nó chỉ có 2-3 nghìn một mét thôi, 3-4 nghìn gì đấy. Thì nó sẽ mềm èo như này này, và nó mỏng tanh, mỏng tanh sập anh nha. Còn đây là cái ống gọi là ống BU, ống chịu áp. Thì em là khả năng chịu áp của nó tốt hơn. Em nhìn này, nó to hơn. Cái này nó dày hơn nha, lõi trong nó dày hơn và nó cứng hơn em. Ấn nó không có bị gập được, còn con này ấn nhẹ phát nó gập vào. Em thấy chưa? Này ấn cong tay luôn nó cũng không gập vào được. Đấy là cái lợi thế, nó vẫn dẻo nha. Lợi thế của cái ống BU là nó rất là bền. Nó hút nó không bị móc ống ha. Ví dụ hôm nay nó bị kẹt ống, nó hút nó không bị móc. Cái ống này đặc biệt là khi mà anh em gắn vào đây này là nó rất là chặt nha. Rất là chặt luôn. Đấy. Thì cái đầu vào của cái gọi là cái đầu rồng ấy, đầu vào á, thì anh em đầu hút nha, thì anh em sẽ không cần phải gắn cổ dê đâu, gắn cùm xiết gì đâu. Còn ở bên này thì anh em nên gắn thêm một cái cùm xiết. Nếu anh em mua thì mình sẽ tặng kèm cho anh em một cái cùm xiết vào đây. Em về anh em xiết lại nha, cho nó chắc. Tại vì đây là đời của đầu ra. Nhưng như không may mình để lâu ngày ấy, nó sẽ bị giãn nở ra, nhiều khi nó bị tuột ra. Thì cái đầu này thì rất là chặt, em không phải lo. Mình sẽ để cho anh em một cái đoạn dài khoảng 10 cm nhá, để cho anh em chuyển ra cái đầu ống 8. Thì trong quá trình làm việc ấy thì mình nghiệm ra một điều là tất cả các cái ống mà anh em dùng cho phun xương hoặc tưới xe, rửa xe hay là tưới cây, thì mình khuyên anh em nên chuyển nó về ống 8, là một cái loại ống rất là chuẩn và phổ thông ngoài thị trường. Vì sao thì mình sẽ giải thích cho anh em như sau nha. Đây là một cái ống 8. Em thấy chưa? Ống 8 đây là ống dòng dành cho chuyên cho cái dòng phun xương, giá rẻ nhưng mà sử dụng rất là hiệu quả. Và anh em thấy chưa? Gắn vào là nó vừa khít luôn. Cái thứ hai đó là những cái loại béc. Em nhìn này, đây là một cái đế béc nha. Đây là một cái đế béc. Cái đế béc này nó sử dụng cho ống 8 nha anh em. Nó sử dụng cho ống 8 ha. Đây, em gắn vào này. Gắn vào. Đấy. Tiếp theo, ví dụ như anh em muốn nối thêm một cái béc nữa, em cắt ra. Đó. Rồi, anh em gắn béc vào đây. Đó, anh em gắn vào đây. Là xong. Em thấy tiện không? Đó là lý do vì sao mình lại khuyên anh em sử dụng cái ống 8 này nha. Đây là một cái video nó hơi dài một chút, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho những anh em mới bước vào nghề. Anh em muốn thiết kế một cái hệ thống phun xương cho quán cà phê hoặc là cho gia đình sử dụng vào mùa nóng, hoặc anh em đặc biệt với những anh em nào chơi lan, thì đây là cái hệ thống tưới lan để tiết kiệm cái thời gian cho mình, mà nó phun những cái hệ thống lan rất là đều. Em chơi lan thì mình đầu tư một chút thôi, nó không có quá mắc tiền với anh em đâu. Đây là béc, sau khi mà mình đã gắn đầy đủ đế béc và đầu béc vào, nó sẽ như thế này. Đấy nha, mình giới thiệu luôn về cái béc này. Đấy thì em thấy là một cái bơm như vậy, bơm của Cylinder. Em thấy là một cái bơm như vậy mình bán giá chỉ có 145k thôi, mà còn bao ship cho anh em nữa. Hoặc là anh em biết là cái giá bên shop mình hỗ trợ thì anh em như thế nào rồi, giá rất là rẻ rồi đấy nha. Nha, bây giờ mình sẽ chuyển sang review những cái sản phẩm ở trên đây, nó sẽ kết nối lại thành như thế nào. Cái sản phẩm đầu tiên thì em thấy là đây có những cái nối. Nối này như mình giới thiệu rồi nha. Nối này để cho anh em giảm cái ống xuống. Đây này, nối giảm từ ống 12 ra 8 nha. Còn cái T này, cái T này để cho anh em chia ra nha. T này để cho anh em chia ra. Đây, cái T này để em chia những cái ống ra. Mình sẽ ví dụ như sau. Mình sẽ cắt một đoạn ở đây. Đấy, mình đã chia ra những cái ngã nhiều. Ví dụ như em muốn tưới hay em muốn làm gì đó thì em chia ra như thế này, em sẽ được ba cái ngã luôn. Đấy, đây, thấy chưa? Vào đây thì anh em có thể gắn béc vào, rất là tiện. Thấy không? Đây là cái chức năng của cái T, nó đều nối nhanh hết nha. Nó hoạt động y như cái nối nhanh mà mình hướng dẫn ở đầu video á. Muốn rút ra thì em nhấn vô, em rút ra. Còn cái anh em rút vào thì em chỉ vẫn rút vào thôi. Càng kéo ra thì em kéo sẽ không được nha, nó sẽ càng chặt ra nha. Đó. Còn tiếp theo, đây sẽ là cái
cùm. Cái này thì chắc ai cũng biết rồi nhá, chủ yếu là để cho anh em kẹp ở đầu bơm và cho nó siết chặt ở cái đầu bơm vào như thế này nè. Đó, phần này sẽ là lọc anh em, cái này sẽ là lọc nha, đầu lọc. Em nhìn là nó sẽ có những cái lỗ khí rất là mịn ở trên đây này, em thấy chưa, nó rất là mịn ở trên đây để cho nó lọc nước, nó không có cặn để cái đầu phun xương. Em nhìn những cái bếp phun xương, cái lỗ của nó rất là nhỏ ở trên đây này, nhiều khi nước của anh em có cặn là nó sẽ bị kẹt lại. Cái này nó sẽ hỗ trợ cho em không bị kẹt. Và đây là cái đầu bếp, cái đầu bếp này anh em xem ở đầu video mình review rồi, nó có chức năng điều chỉnh được nhá, vặn ra vặn vào để anh em điều chỉnh cái tia nước của nó xòe ra mịn hoặc là tia để rửa xe. Thì vì sao mình không dùng súng xịt? Ra súng xịt thì mình có bán nhá. Đấy, trên tay của mình là cái loại súng xịt rửa xe mà anh em thường mua này, chứ giờ mình vẫn bán nha. Nhưng mà cái loại súng này là nó bằng nhựa anh em, sử dụng lâu ngày ấy, thì nắng mưa nó sẽ bị mục hoặc là nó bị gãy cái ti này, thì rất là khó để thay thế, mà có thay thế thì nó cũng rất là mắc, cái súng nó cũng mắc nữa. Thì mình sẽ chuyển cho anh em một cái bộ như thế này nha, để cho anh em sử dụng rất là tiện dụng luôn. Đấy, anh em sẽ mua một cái đầu béc như thế này, em mua đầu béc thôi cũng được, em có đồ rồi em mua đầu béc hoặc mua van hoặc mua cái gì đấy mình bán rời hết cho anh em nha. Tất cả những sản phẩm trên đây mình có bán rời hết và giá mình công khai trên Shopee. Em có thể truy cập vào Shopee hoặc website của phongdiy.com để anh em xem thông tin giá cả sản phẩm. Đây, anh em thấy chưa? Như vậy là mình khóa vào thôi. Khóa vào thôi. Và khi mà mình muốn bật ra mở ra thì mình chỉ cần vặn như vậy thôi. Về anh em quấn cao su non vào nha, quấn cao su non bằng thô nó xì nha anh em, tại vì đồ nước bao giờ cũng phải có cao su non hết. Đấy, anh em ra tiệm mua cho mình cuộn cao su non có 3.000 thôi, về anh em quấn vào là xong. Tiệm sửa, tiệm điện nước nhá, điện nước gia dụng tiệm nào cũng có hết, bất cứ nơi nào trên Việt Nam đều có. Đây là cái van của Taiwan, van Đài Loan anh em. Đó, thì với những cái van này thì nó sẽ bền hơn những cái van thau thông thường, tại vì nó rất là dày. Anh em nhìn cái van bi của nó phía trong nó dày lắm, nó không giống như cái dòng bình thường mà anh em hay mua đâu, nhìn thấy chưa, thau của nó rất là dày. Đó, em gắn vào vậy là em sẽ có một cái súng xịt đa năng, anh em vừa có thể sửa xe rửa xe được, anh em vừa có thể tưới cây được như ở đầu video mình giới thiệu đấy. Thì đây là cái bộ mà bên mình đang cung cấp nha, giá của sản phẩm thì mình để trên video luôn nha, anh em có thể tham khảo. Đấy, tương tự thì đây cũng là một cái cùm, nhưng mà cùm siết nhanh nhá, nó có thể siết như thế này được anh em. Em vặn như thế này luôn, đỡ phải dùng đến tô vít. Đây, em nhìn thấy chưa, mình gắn sẵn nhanh em rồi đấy. Để lâu ngày nó không có bị bể cái này ra này, áp lực của nó không gây bể ra, tức là mình phòng trước cho anh em nha. Phòng trước, thứ nhất nó hạn chế xì, thứ hai là nó hạn chế bể. Còn đây là béc. Béc thì anh em lưu ý là béc nó sẽ có hai loại. Đấy, đây là đế béc, gọi là đế béc nha. Đế béc nó sẽ có hai loại, đó là đế này gọi là đế giữa nha, tay trái của mình gọi là đế giữa, tay phải của mình gọi là đế cuối nha. Thì vì sao phải có đế giữa và đế cuối thì anh em nhìn lên đây. Đây là một cái đế giữa, hai cái đế giữa nối với nhau như thế này, em thấy chưa? Từ cái này nối sang cái kia thì rất dễ rồi. Còn cái đế cuối này để làm gì? Để anh em gắn vào cuối như vậy này, nó có cái đít này nó kín lại, tức là anh em sẽ không phải không có cái này nước nó bị xì ra ngoài thôi, đơn giản thôi. Nhưng mà mình vẫn phải phân tích cho anh em, nhiều khi có nhiều chị em muốn sử dụng cơ. Có rất nhiều chị em từng gọi điện vào bên mình và đặt sản phẩm này, nên mình phải hướng dẫn chi tiết nha. Đấy, em gắn cái đầu béc vào, hư đầu béc thì thay đầu béc, hư đế béc thì mình thay đế béc nha. Chứ không phải là anh em hư phát là anh em phải vứt đi nguyên cụm này, là không có. Mà cái béc này thì nó cũng rẻ thôi anh em, hiện tại shop bên mình hỗ trợ cho anh em với cái giá rất là rẻ khi anh em mua số lượng nhiều. Còn anh em muốn mua lẻ từ 1 đến 10 sản phẩm thì nó giá của nó là chỉ có 18 ngàn một béc thôi. Shop ngoài thị trường anh em thường mua là khoảng tầm 20 đến 25 ngàn một béc đúng không? Shop mình bán cho anh em chỉ có 18 ngàn một béc thôi. Đấy nhá, đây là các cái vấn đề về béc. Đây là một cái hộp đầu béc nha, đầu béc số 3 nha. Nó các cái đầu có đầu béc là 1, 2, 3, 4. Tuy nhiên thì ở ngoài thị trường, theo kinh nghiệm của mình á, thường đi lắp đầu phun xương cho những quán cà phê, karaoke, lắp máy phun xương cho anh em, cũng như là máy tưới phong lan.
thì anh em toàn đa số là chọn bé số 3 vì nó đỡ bị kẹt anh em. Đây, bé số 3 nó đỡ bị kẹt nha, đỡ bị kẹt bét và cái lượng phun xương ra nó cũng vừa phải. Còn anh em nào thích bét mịn hơn thì anh em có thể chọn bét số 1, số 2, nhưng mà mình nhắc trước là bét số 1, số 2 nó rất là hay kẹt nha. Bét nó kẹt thì rất là khó chịu. Mình cũng khuyên anh em là nên sử dụng bét số 3. Đấy là cái kinh nghiệm của mình. Ngoài ra thì đây thì mình có thêm điều tốc anh em. Điều tốc để làm gì? Ví dụ như anh em thấy là mình sử dụng một cái bơm này cân cho 100 bét đúng không? Thì mình vặn điều tốc mắc tốc độ lên. Nhưng mà tỷ dụ như anh em sử dụng một cái vườn nhỏ, anh em chỉ muốn làm mô hình khoảng 5 đến 10 cái bét thôi, thì nếu anh em đặt cái bơm này vô thì nó quá là mạnh nha. Như vậy thì nó sẽ hại bơm. Nên bởi vậy anh em phải dùng cái mạch điều tốc này để anh em điều chỉnh cái tốc độ của motor nó thấp xuống để nó phù hợp với cái lưu lượng của cái bét mà anh em đang sử dụng. Thì đây chính là cái mục đích của cái điều tốc này. Đấy. Điều tốc này có nhiều shop là bán 50k, 450k, nhưng mà shop bên mình hỗ trợ cho em cái giá rất là mềm luôn. Một cái điều tốc này anh em mua kèm, lưu ý là anh em mua kèm với những cái bộ phun xương nhá, combo phun xương nhá. Hoặc anh em mua lẻ, giá của nó chỉ dao động từ 30-35k nhá. Tùy anh em mua theo số lượng nhá. Thì mình để giá trên Shopee là 35k cho anh em nào đặt hàng ha. Giá của nó sẽ là 35k. Tiếp theo thì ở bên đây anh em có thể thấy được là mình có một bộ nguồn đã đấu sẵn rồi. Và những đây là những cái bộ nguồn, mình có bộ nguồn tổ ong để hoạt động bơm đôi và bơm đơn. Anh em có thể chú ý vào đây. Cái video hướng dẫn đấu nối thì mình sẽ để sau cái video này nhá. Anh em xong xem xong cái video này là anh em sẽ thấy một cái video nữa là hướng dẫn cách đấu nối bơm nhá. Mình làm riêng ra bởi vì video nó quá dài rồi. Anh hiểu không? Em nào muốn xem cách hướng dẫn thì anh em mình làm riêng cho anh em một cách đấu nối bơm bét rồ đầy đủ luôn nha. Ok. Như vậy thôi là anh em có thể sử dụng được. Còn đây mình giới thiệu sơ qua cho anh em là cái nguồn tổ ong nha. Nguồn tổ ong 12V 10A, công suất tối đa của nó là 120W. Nó đủ cái công suất để hoạt động cho bơm đơn và bơm đôi. Ra thì bơm đơn anh em chỉ sử dụng tới 12V 5A thôi, nhưng mình khuyên anh em là cái giá của 12V 5A và 10A nó không có chênh nhau bao nhiêu cả. Nên anh em thêm khoảng 20-30 ngàn, anh em mua luôn cái 10A để em sử dụng cho nhiều thiết bị nha. Đây là cái nguồn mình đấu nối sẵn rồi này anh em, đầu vào đầu ra này. Đấy, thì anh em muốn xem cách đấu nối sử dụng thì anh em vui lòng click vào cái mục nội dung của video Phong DIY nha, lịch sử video. Anh em vào cái phần phía sau của video này này, em xem. Hoặc đường link mình đính kèm cho anh em phía dưới phần mô tả nhé. Anh em vào phần mô tả của video anh em xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần đi test bơm nha anh em. Test bơm luôn cho nó nhanh nhá. Đấy, mình sẽ đi test bơm. Test cái phun xương. Test tất cả luôn. Test cả cái vòi phun thuốc sâu này luôn nha. Để cho anh em nào có nhu cầu về độ máy phun thuốc sâu bình thường thành máy phun thuốc sâu điện nha. Đấy, đây là cái cần phun thuốc sâu mà mình mua sẵn rồi. Tí nữa mình sẽ test cho anh em xem. Bơm nó kêu rồi đúng không? Giờ mình sẽ đi quay cái cảnh bét nó phun này. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Xương nó ra mịt bùng chưa? Mình sẽ đếm bét cho anh em nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 25 ở đoạn này rồi nha. Đây 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Là anh em thấy là một cái thang ở bên cạnh của cái thang này là 50 bét rồi. Như vậy hai vòng của nó là đúng 100 bét nha. Đó. Về xương thì anh em có thể xem ở trên đây. Mình để máy quay ở đây cho anh em xem nè. Rồi anh em nhìn nè. Đây nhá, cái bơm đang chạy nhá, bơm đơn đang chạy đó ha. Rồi anh em nhìn xương nó phun nè, thấy chưa? 100 bét chạy ngọt ngào luôn ha. Đó. Mình quay sát lại cho anh em xem nha.
mịt mùng luôn anh em, thấy chưa, full à. Đó anh em xem full nó full ướt màn hình luôn, thấy chưa. Bét hầu như bét nào cũng chạy hết em. Nhìn nào, bét nào cũng chạy hết nha. Mình zoom sát lại cho anh em xem nè. Một cái bơm nhỏ như thế này thôi, bơm của cylinder 12V có thể cân được 100 bec nhẹ nhàng. Ở đây mình test thực tế cho anh em xem luôn nha. Đó, nhiều khi nói anh em không tin ha. Nói anh em bảo là bơm này cân 100 bec anh em không tin. Nhưng mà em nhìn nè, 100 bec nó cân bình thường ha. Đó, em nhìn là bec nó chạy nè. Phần 2 thì mình sẽ test cái bơm đôi. Bơm đôi thì mình cắm điện rồi nhá. Mình chỉ cần khóa vòi là nó tự động nó mở lên thôi. Mở vòi là tự động nó mở thôi, tại vì nó có công tắc hành trình mà. Đây, mình sẽ test rửa xe. Vòi của nó đây nhá. Giờ mình sẽ test cái chức năng rửa xe nha. Bét của nó đây anh em. Vì sao mình chọn cái loại bét này? Bởi vì anh em nhìn là bét này nó có thể điều chỉnh được để anh em tưới được, tưới mịn được, hoặc là tưới rửa xe được. Mà cái này nó bằng đồng nên nó sẽ bền hơn. Còn em dùng súng nhựa nhỏ nhỏ thì nó rẻ tiền thôi, nhưng mà nói chung nó còn đắt tiền hơn cái này anh em, nhưng mà nó không bền. Cái này là nguyên cụm bằng đồng nha. Bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem nào. Là nó sẽ bật bơm, thấy chưa? Mở hết cỡ nè. Về cái chiều xa thì em có thể nhìn được nó phun rất là xa nha. Em nhìn thấy không? Nó phun xa hết màn hình luôn. Xa bên kia đường đó kìa em, đường 4m. Đấy, em thấy chưa, xa bên kia thì nó khoảng phun xa khoảng được 6m nha. Còn rửa xe thì mình sẽ quay gần lại. Bét thì anh em chú ý là mình có thể chỉnh được. Đây, nếu mà anh em phun xưa thì em có thể chỉnh cái bét nó mịn hơn để anh em phun xưa nha. Thấy không, mình quay gần lại cho anh em xem. Đây nè, em nhìn nó ra xương chưa. Đó, còn nếu anh em muốn rửa xe thì anh em chỉnh cho thành cái bét nó khỏe hơn nha. Rồi mình sẽ quay lại gần để cho anh em có thể dễ nhìn thấy hơn. Rửa xe tốt luôn anh em. Nếu mà rửa xe cá nhân thì anh em rửa con này rửa tốt luôn nha. Ok.
Anh em mang ra em so với con máy rửa xe mấy triệu thì anh em không so được. Nhưng so với những cái con máy tầm ngang tiền thì em nghĩ là anh em bỏ ra khoảng 250k cho một cái bơm rửa xe. Thì em nghĩ coi, có lẽ là ở trong phân khúc này thì sẽ không có cái bơm nào có đối thủ. À, đó là anh em phải so sánh trên cái giá tiền. Nhưng em bảo là nó yếu lắm. Yếu lắm thì anh em cần phải xem xét lại cái giá tiền nhá. Còn đối với mình cảm thấy là so với cái giá tiền mà anh em bỏ ra khoảng 245k anh em mua một cái máy rửa xe như vậy, em cảm thấy nó ok rồi nha. Ngoài ra thì em có thể dùng nó cho nhiều mục đích, anh em vệ sinh máy lạnh nè nha, vệ sinh máy lạnh, xịt rửa xe, hoặc là làm phun sương ha, tưới lan, làm hệ thống tưới rau tự động, cái đó tùy anh em thôi. Và đương nhiên nếu như con bơm đôi này anh em muốn cân khoảng 200 béc thì vấn đề là bình thường nha, khẳng định anh em là 200 béc anh em mở bình thường ha. Tại vì con bơm đơn nó cân 100 béc bình thường, con bơm đôi nó cân 200 béc là bình thường nha. Rồi mình sẽ em nhìn cái chế độ của nó ra, mình sẽ tưới rau, tưới hoa nha. Rồi anh em để ý vào đây, cái đối với cái bộ này mình sẽ dùng bình ắc quy luôn cho nó gọn nhá. Bình ắc quy 12V 6A ha. Đây là một cái bơm mình đấu sẵn hết rồi. Đây là cái xô nước có lọc ở trong nha. Và đây là một cái cần thúc sâu và mình sẽ test thử cho anh em xem cái khả năng hoạt động của nó trên cái cần phun thúc sâu này khi anh em muốn chế thành máy phun thúc sâu ha. Đây, giờ mình vặn mở công tắc lên rồi nha, mình chỉ cần bóp cái cần này thôi là nó sẽ tự động phun thuốc nha. Giống như phun thuốc vậy thôi. Đây mình bóp cho anh em xem này. Đó, em nhìn thấy chưa? Đó. Và nếu như cái này nó mạnh quá anh em có thể điều chỉnh cho nó yếu lại để nó đỡ bị tốn thuốc ha. Em nhìn thấy chưa? Ra rất là đẹp nha. Nào. Ra rất là đều. Đó, đây là bộ bơm này, em có thể nhìn ở đây. Toàn cảnh nha. Đấy, anh em nào dùng cái này mà phun thuốc thì khỏi bàn luôn ha. Chạy bình ắc quy nha, nó y như bộ phun thuốc thôi. Rồi bây giờ mình sẽ quay gần lại cho anh em xem. Rất là đều nha, mình sẽ phun xuống đây cho anh em xem nha. Nè, em nhìn thấy nó tưới ướt chưa, đều không? Nè. Đó, mình phun ra xa nè, tít mù luôn à, ướt hết cái chỗ kia luôn nha. Em nhìn này, chỗ nào nó ướt nó sẽ màu đen nha. Đó, phun rất là nhanh nha, thấy chưa, cực kỳ nhanh luôn nè. Rồi tắt, em chỉ cần bóp cái van này lại là tự động có tắt nha. Đây là cái bộ phun sương của mình, rất nhỏ gọn hiệu quả. Đó là mình test thực tế cho anh em xem rồi ha, rất là ok. Đó. Ok, như vậy thì mình vừa mới hoàn thành xong cái phần test của cái phần máy bơm đơn và bơm đôi của Cylinder. Như vậy thì với những anh em nào muốn mua sản phẩm thì vui lòng liên hệ trực tiếp tới hai số điện thoại trên video, hoặc chat Zalo hoặc Facebook. Các đường link Shopee, Facebook mình đính kèm cho em phía dưới phần mô tả nha anh em. Rồi chúc anh em kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Em là chưa đăng ký kênh nhớ bấm đăng ký kênh giúp mình nha anh em. Anh em là chưa like thì nhấn like, nhớ like video nha, và share video này để ủng hộ cho mình. Xin cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em rất nhiều.